Thưa quý vị và các bạn, sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 1 tháng 3, bệnh nhân 2063 cùng chồng là bệnh nhân 2060 thực hiện cách ly tại nhà ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Tuy nhiên, sáng nay, tức là sau 8 ngày cách ly tại nhà, bệnh nhân 2063 có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Vì vậy, cơ quan chức năng và xã Yên Phú đã triển khai ngay các biện pháp cấp bách để ứng phó với vụ việc. Được biết, những ngày qua, bệnh nhân 2063 và 2060 thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Hàng ngày chỉ có một người thân đưa lương thực, thực phẩm đến đặt ở cửa rồi trở về. Được xác định không phải là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tôi thì cũng mang thực phẩm đến đây tôi để ở cửa, thì cậu ra lấy tôi cũng không tiếp xúc gần. Bệnh nhân đi cách ly trở về địa phương thì chúng tôi quản lý rất là chặt. Bệnh nhân là không ra khỏi nhà và không tiếp xúc với ai. Cũng ngay trong sáng nay, bệnh nhân 2063 đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. Còn bệnh nhân 2060 được xác định là đối tượng F1 và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. Công tác truy vết đến thời điểm này không xác định thêm trường hợp nào có liên quan. Trong ngày 9 tháng 3, xã Yên Phú tiến hành 2 lần phun khử khuẩn tại khu vực hai bệnh nhân cách ly. So với thời gian trước mà cách ly thì chúng tôi khoanh vùng tại gia đình của bệnh nhân, chứ cũng không cách ly rộng ở các cái khu vực khác. Chúng tôi sẽ cho người trực và để cho khuyến cáo cho mọi người dân là không đi qua cái tuyến đường, cái xóm của gia đình bệnh nhân đang sinh sống và cách ly. Một việc cần kíp ngay lúc này là tuyên truyền để người dân hiểu rõ đây là trường hợp được chính quyền địa phương kiểm soát, giám sát chặt chẽ. Bản thân các bệnh nhân cũng thực hiện nghiêm quy định cách ly. Nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất thấp, nhằm tránh hoang mang cùng sự phân biệt kỳ thị với người dân địa phương, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt, sản xuất của xã Yên Phú, vựa rau màu lớn phân phối ra nhiều tỉnh thành khác. Người ở gần nơi đấy, người ta bảo là không có vấn đề gì thì thôi mình cũng yên tâm.